Rạng sáng ngày 18 tháng 12 năm 2018, Công an huyện Lục Ngạn báo cáo với Công an tỉnh Bắc Giang về một vụ án mạng sát hại người, cướp tài sản xảy ra khoảng 3 giờ sáng cùng ngày tại cánh đồng thôn Hố Trúc, xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam. Theo thông tin trình báo, khoảng 3 giờ sáng ngày 18 tháng 12 năm 2018, chị Vũ Thị Ngà và Trần Thị Thêm đi chợ mua cá về bán. Hai người đi trên hai chiếc xe máy. Một lúc sau, Thêm bất ngờ quay lại nhà chị Ngà và hốt hoảng báo tin chị Ngà bị hai đối tượng đi xe máy cùng chiều chặn đầu cướp xe. Chị Ngà hô hoán thì bị các đối tượng dùng hung khí tác động nhiều lần vào người khiến đến tử vong. Nghe tin báo, gia đình nạn nhân nhanh chóng đến hiện trường đưa chị Ngà đi cấp cứu, nhưng do vết thương nặng, chị Ngà đã tử vong ngay lúc đó. Để làm rõ vụ việc, ngay sau đó, cơ quan điều tra đã mời chị Lê Thị Thêm, nhân chứng của vụ án, lên làm việc. Tại cơ quan công an, Thêm khai báo chung với nội dung gia đình chị Ngà cung cấp và cho biết thêm. Trước khi xảy ra vụ án, có người điện thoại vào máy của Thêm, nói là tháo nước tát ao nên cần bán cá. Chính vì vậy, Thêm mới rủ chị Ngà cùng đi mua. Khi đến nơi thì không thấy ai tát ao mà xuất hiện hai người đàn ông đã dùng hung khí cướp đi tài sản khiến chị Ngà bị thương. Thêm cho biết, sở dĩ hai tên cướp chỉ nhằm vào chị Ngà vì trong lúc chúng tác động vật lý chị Ngà, Thêm sợ quá, van xin chúng tha mạng vì còn con nhỏ. Chính vì vậy, chúng chỉ lấy túi sách của Thêm, bên trong có điện thoại và 2 triệu đồng, rồi thả cho chị đi. Vì quá sợ hãi nên Thêm đi xe về nhà chị Ngà để báo tin. Lời khai của Thêm có vẻ khớp, nhưng quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm nạn nhân, cơ quan cảnh sát điều tra nhận thấy có nhiều dấu vết bất thường trong lời khai của Thêm. Thứ nhất, đây là vụ sát hại người, cướp của, nhưng hiện trường không hề có xáo trộn. Xe máy của nạn nhân vẫn còn. Hoa tai bị tháo chứ không phải là do giật ra. Trong điện thoại của nạn nhân và điện thoại của Thêm không hề có cuộc điện thoại lạ nào gọi vào. Câu hỏi đặt ra là tại sao khi xảy ra vụ việc nghiêm trọng như vậy, Thêm không hô hoán, cũng không báo cho người dân gần hiện trường mà lại bình tĩnh đi xe về nhà chị Ngà để báo tin, trong khi nhà chị Ngà ở xã khác cách hiện trường khá xa. Không những vậy, thời điểm xảy ra vụ án không phải mùa thu hoạch cá, vì thường thì người dân sẽ thu hoạch vào cuối tháng 12 âm lịch hàng năm. Trong khi người dân ở gần hiện trường thì cho biết họ không nghe thấy bất cứ âm thanh nào có liên quan tới vụ án mạng. Sự việc càng ngày càng tỏ khi kết quả giám định của Viện Khoa học Hình sự cho thấy những dấu vết trên người của nạn nhân không trùng khớp với một vụ cướp có giằng co và ẩu đả. Nạn nhân hoàn toàn không có sự phòng vệ nào trước ý định của hung thủ. Kết hợp các hướng điều tra, cơ quan công an đưa ra nhận định Thêm chính là hung thủ. Nhưng điều các điều tra viên trăn trở đó là nguyên nhân nào dẫn đến việc Trần Thị Thêm sát hại chị Ngà, bởi hai người không hề có mâu thuẫn. Qua rà soát thu thập thông tin từ người dân địa phương thì trong nhiều năm trở lại đây, gia đình Trần Thị Thêm liên tục có người qua đời. Cứ khoảng 3 đến 5 năm, gia đình Thêm lại có một người tử vong. Bốc mộ người này lên, được một thời gian ngắn lại có người khác nằm xuống. Chính vì vậy, bản thân Thêm và gia đình rất lo lắng, bất an và có biểu hiện mê tín dị đoan. Trước khi vụ án xảy ra, gia đình chồng Thêm chuẩn bị bốc mộ cho anh trai chồng mất cách đó mấy năm, khiến Thêm lại càng lo sợ. Nhận định với tâm lý lo sợ như vậy, lại là phụ nữ, đối tượng sẽ sợ hãi đi xem bói toán, nên cơ quan điều tra đã rà soát tất cả những người hành nghề thầy cúng, thầy bói trên địa bàn và tìm được một người thầy bói có xem cho Thêm. Thầy bói này khi xem cho Thêm phán rằng sau khi bốc mộ anh trai chồng thì sẽ có người khác tiếp tục tử vong. Người đó có thể chính là Thêm hoặc người thân. Nhận định đây có thể là nguyên nhân dẫn đến việc Thêm sát hại chị Ngà với mục đích tìm người thế mạng cho mình. Từ kết quả điều tra, Thêm bị cơ quan công an triệu tập lấy lời khai. Lần đầu Thêm ngoan cố chối tội, vẫn khai là hai chị em bị cướp. Lần hai, khi đang làm việc tại cơ quan công an thì Thêm xin đi vệ sinh rồi lấy chổi nhựa cán sắt làm điều dại dột, nhưng bị phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời. Quá trình điều trị tại bệnh viện được động viên,
Thêm đã thổ lộ với chị Trần Thị Thủy, chị gái của Thêm, là mình đã đoạt mạng chị Ngà để tránh cho gia đình gặp họa. Ngày 21 tháng 12 năm 2018, Trần Thị Thêm trú ở thôn Húi, xã Đan Hội, Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đã khai nhận hành vi sát hại bạn chị là Vũ Thị Ngà, 38 tuổi, trú cùng thôn. Thêm khai rằng, đi xem bói cách đó khoảng một tháng và suy nghĩ rất nhiều về việc thầy bói nói. Đó là phải có một người thân bị tử vong thì mới có thể hóa giải được vận đen mà gia đình cô đang gặp phải. Vậy ai là người phải ra đi để thế mạng? Thêm nghĩ rất nhiều, định sát hại một người thân nào đó trong gia đình nhưng không dám. Cuối cùng cô nghĩ đến một người bạn thân gần nhà là chị Ngà. Nhà Thêm và nhà chị Ngà cách nhau khoảng 200m. Hai người thường xuyên chơi với nhau. Hôm trước khi quyết định gây án, Thêm và nạn nhân vẫn cùng một số phụ nữ trong thôn chơi bóng chuyền với nhau. Sau khi quyết định sát hại chị Ngà để thế mạng, Thêm đã chuẩn bị dụng cụ như một vật có cạnh sắc nhọn, áo mưa, rồi dựng nên màn kịch, nói dối là có người bán cá nẹp, cá mương và rủ chị Ngà đi buôn cùng để điều nạn nhân ra cánh đồng. Khoảng 3 giờ sáng ngày 18 tháng 12 năm 2018, mỗi người đi một xe máy đến đoạn đường đất ở giữa cánh đồng thôn Hố Trúc, xã Cẩm Lý thì dừng lại. Lúc này Thêm lấy điện thoại giả vờ gọi cho người bán cá ra đón. Nhân lúc chị Ngà không để ý, Thêm lấy con dao trong thùng xốp rồi tiễn chị Ngà tử vong. Do bị bất ngờ nên chị Ngà không kịp phản ứng rồi ngã ra đất. Vừa tấn công, Thêm vừa nói, em xin lỗi chị, rồi em cũng sẽ đi theo cùng chị. Gây án xong, Thêm tạm hiện trường giả là bị cướp, đồng thời gỡ đôi bông tai của chị Ngà đang đeo, ném cùng với con dao vừa gây án sang hồ cá cạnh hiện trường. Thêm lấy điện thoại của chị Ngà rồi đi xe máy về nhà. Nói dối với mọi người là bị hai đối tượng đi xe máy cướp tài sản. Thêm chạy thoát, còn chị Ngà bị thương. Tại phiên tòa, Trần Thị Thêm bày tỏ xin lỗi gia đình bị hại, xin lỗi gia đình mình. Thêm tự cho rằng hành vi của mình là tàn nhẫn, không thể tha thứ và xin được về với tổ tiên. Căn cứ kết quả điều tra và diễn biến tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Thêm mức án tù chung thân. Cũng tại phiên tòa, Viện Kiểm sát công bố kết quả lấy lời khai của các thầy bói đã xem cho Thêm. Họ đều cho rằng chỉ bảo Thêm về nhà làm lễ giải hạn, chứ không bảo phải sát hại người thế mạng như các thông tin trước đó. Nhưng quan điểm của nhiều luật sư cho rằng, đối với người làm nghề thầy bói, nếu có căn cứ xác định đã xem bói cho đối tượng và truyền bá tư tưởng mê tín là nguyên nhân dẫn đến việc Trần Thị Thêm sát hại chị Ngà, cũng cần thiết phải làm rõ và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Cụ thể, trong trường hợp có căn cứ xác định thầy bói nói Trần Thị Thêm sát hại người khác để thế mạng cho mình và thực tế đối tượng đã sát hại người khác, thì thầy bói này sẽ phải chịu trách nhiệm đồng phạm với vai trò người xúi dục theo quy định của Bộ Luật Hình Sự. Trong vụ án, dù có bất kỳ lý do gì cũng không biện minh được hành vi sát hại người, bởi không ai có quyền tước đi mạng sống của người khác. Đấy là quyền con người được quy định trong hiến pháp. Cho nên, dù hành vi đó họ cho là niềm tin tôn giáo hoặc ma quỷ nhập hồn để sát hại người, thì đó chính là hành vi phạm tội. Và hành vi đó cần bị lên án và xử lý. Trước hết, chúng ta phải thấy rằng niềm tin mơ hồ của tôn giáo có sức mạnh ghê gớm. Nó dẫn dắt con người ta vào những hành vi đôi khi vô thức. Bên cạnh đó, giữa niềm tin tôn giáo với hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là hành vi sát hại người, hoàn toàn khác nhau. Nếu nói rằng những người thực hiện hành vi sát hại người đó không ý thức được hành vi của mình, thì điều đó không đúng. Trong xã hội hiện nay, còn rất nhiều người tin vào thế lực siêu nhiên ảnh hưởng đến cuộc sống. Đó là do nhận thức còn rất hạn chế về mặt xã hội, thiếu kiến thức, đặc biệt là kiến thức về khoa học, kiến thức về xã hội và nhận thức về pháp luật. Họ bị mê muội, bị dẫn dắt bởi những thông tin mơ hồ và lừa bịp. Chính vì vậy, họ bị lôi kéo tham gia vào những giáo phái lạ. Thực tế, trong những năm vừa qua, lợi dụng tôn giáo, nhiều tà đạo xuất hiện làm cho những người dân, nhất là người hạn chế về nhận thức, mù muội nghe theo. Đặc biệt trong lúc tâm trạng có nhiều xáo động do vướng bận công việc, sức khỏe, gia đình, nghe theo giáo phái lạ,
người ta dễ có những hành động bột phát, vi phạm pháp luật. Đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước ta rất rộng mở và tiến bộ trong các vấn đề tự do tín ngưỡng và các tôn giáo được tôn trọng hành nghề. Nhưng những hoạt động của những giáo phái không chính thống, có hiện tượng bất thường và không mang lại lợi ích cho xã hội thì chúng ta cần phải cảnh giác. Điều quan trọng nhất, chúng ta cần có thêm niềm tin tích cực trong cuộc sống và nhận biết để hành động theo đúng pháp luật và tôn trọng những giá trị con người, tôn trọng đạo đức xã hội. Qua đó, hạn chế được những điều mu muội bị dẫn dắt bởi những thông tin sai lệch, có thể phương hại đến tính mạng và tài sản.